Và đây là cái bề mặt của hỗn hợp trong thùng phi khi cho vào ủ các bác nhé. Đây là bề mặt hỗn hợp đây. Đấy. Bề mặt hỗn hợp đây. Đấy, thì nó hình dạng nó như thế này. Thì để một tuần nữa, tầm một tuần nữa thì em sẽ quay lại để các bác xem là cái bề mặt của nó như thế nào, được gọi là ủ thành công các bác nhé. Thì khi chúng ta một tuần nữa chúng ta thăm thì chúng ta xem cái bề mặt nó nổi nấm lên thì nó mới gọi là được gọi là thành công các bác nhé. Thì một tuần nữa em sẽ quay lại. Hôm nay là ngày 24 tháng 2. Đấy. 24 tháng 2 bắt đầu ngày ủ, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Này các bác này, ngày ủ nó bắt đầu 8 giờ tối ngày 24 tháng 2 tính theo dương lịch các bác nhé. Đấy, thì độ tầm một tuần nữa em sẽ mở ra nắp ra để quay lại video xem là cái một tuần hoặc 10 ngày gì đấy tùy theo cái mức độ lên men của nó, thì em sẽ mở ra để các bác theo dõi cái quá trình ủ nhé, cái thành phẩm của nó xem kết quả của nó ra sao, mức độ thành công nó lên men nhanh như thế nào, và khi thành công thì dấu hiệu của cái sự thành công ủ nó như thế nào. Đấy, thì rất nhiều các bác đang quan tâm xem là để theo dõi cái quá trình ủ, thì em sẽ quay lại sau các bác nhá. Đấy. Khóa lại là ngày ủ là ngày 8 giờ tối ngày 24 tháng 2. Đấy là bắt đầu ủ các bác nhá. Thì trong những lần ủ trước thì em cũng có cập nhật những cái video rồi, thì nó xen kẽ ở trong các cái video chia sẻ khác, cho nên là các bác không để ý. Thì đợt này em làm hẳn cái video riêng ra là theo dõi cái quá trình ủ, theo dõi cái quá trình lên men của cái cách ủ như này. Thì thực ra cách ủ này thì nhà em là gia đình nhà em là ủ nhiều rồi, chứ không phải là bây giờ mới làm, mà cũng không phải là làm mấy cái video trước để mà chia sẻ ủ thành công đấy. Mấy video trước là đã có video ủ thành công, mấy video ủ thành công rồi, nhưng em chia sẻ nó không thành một cái riêng ra, mà nó gộp vào thành các cái chung với các video khác. Thế cho nên là các bác không để ý, hoặc các bác có thể các bác chưa xem. Thế nhưng đợt này em sẽ chia sẻ riêng ra thành cái video riêng ra. Cách ủ này thì chắc chắn là sẽ thành công 100% các bác nhé. Trên 100% luôn. Không phải là 100%. Bởi vì là lý do là trong cái khối ủ này đã có 50 đến 60% là chúng ta đã ủ thành công rồi. Và chúng ta chỉ bỏ thêm một cái khối lượng là 40-50% vào là mới vào thôi. Thế cho nên là cái mức độ tại sao gọi là trên 100%. Đấy, lúc đầu tiên ủ chưa có gì, chưa có một cái em thứ cấp, chưa có một cái khối em thứ cấp 5-60 lít mà đã thành công rồi. Thì bây giờ chúng ta có một cái khối em thứ cấp 5-60 lít rồi, thì bây giờ chúng ta ủ lên 100 lít, chỉ thêm có 40-50 lít thôi, thì chắc chắn là sẽ sự thành công của nó chắc chắn là trên 100% luôn. Đấy, thì các bác yên tâm nhá. Tuần sau em sẽ mở ra và quay lại trực tiếp cái bề mặt của nó để các bác cùng theo dõi. Kênh Máy Vàng Miền Bắc xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay là mình đã ủ được cái thùng phi phân hữu cơ này được 5 ngày rồi các bác. Đấy, ủ từ ngày 24 tháng 2 dương nhé. Tháng này là có 28 ngày thôi. Hôm nay là mùng 1. Như vậy mới ủ được có 5 ngày rồi các bác nhé. Bây giờ mình sẽ mở nắp thùng phi ra xem kết quả của nó ra sao để mọi người cùng tham khảo nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mở nắp thùng phi này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đấy là bề mặt của nắp thùng phi khi ủ được 5 ngày các bác nhá. Mùi thơm lừng luôn. Đấy, cái bề mặt của nó khác hoàn toàn với hôm trước nhá. Đấy. Nó sủi ngục luôn đấy. Đấy, nó sủi tăm ngục luôn. Đấy. Đây là mở nắp lần 2 rồi nó mới hạn chế sủi, chứ còn bình thường nó sủi ngục luôn các bác nhá. Đấy các bác xem cái bề mặt của nó này. Đấy, nó khi như này ủ như này là thành công rồi. Đấy. Mọi người thấy nó sủi tăm không? Đấy. Đấy, nó sủi tăm nhá. Đấy, nó sủi tăm ngục luôn. Và trong này rất thơm nhá. Nếu bác nào ủ mà nó bị thối là bị không thành công rồi, bị sai rồi. Cách ủ là bị sai rồi. Đây nhà em ủ rất nhiều rồi chứ không phải là bây giờ mới ủ. Và lần nào mở ra cũng rất là thơm, cái chất của nó rất là thơm. Mật dỉ đường.
có cái mật rỉ đường này này, nó có cái chai mật rỉ đường này. Đấy, chai mật rỉ được rồi thì quất rồi để dứa rất là thơm nhé. Đấy, không phải bị thối đâu. Đấy, mật rỉ đường. Đấy. Cái bề mặt như này là thành công các bác nhé, như này nó đang lên men, quá trình lên men là đang thành công, thành công 100% chứ không phải là thành công đấy. Đấy, mấy bác và bảo đề nghị mà muốn quay lại để xem video thực tế xem là nó ủ nó thành công như nào. Thì đúng ra là hôm nay là mới được 5 ngày thì nó vẫn chưa lên men mức độ như này đâu, nếu ủ thông theo cách thông thường. Thì nhưng mà trong cái hỗn hợp của em là đã có 50%, trong cái thùng phi trước là đã có 50% là đã ủ thành công rồi nhé các bác nhé. Thế cho nên là quá trình lên men nó mới nhanh thế được. Còn nếu mà ủ cả một cái thùng phi như thế này thì nó phải mất 7 ngày đến 10 ngày thì nó mới thành công như này được. Nhưng mà mình đã có 50% cái chất ủ từ trước rồi. Đấy, cho nên cái khối lượng mới nó chỉ là 50% thôi. Thế cho nên là cái quá trình ủ là nó lên men rất là nhanh. Đấy, mọi người có thể thấy là nó sôi ngục luôn đấy. Đấy. Như vậy là thành công 100% các bác nhá. Mùi thơm lắm. Mùi mật rỉ đường cực kỳ thơm luôn. Trong này nó có 5 chai mật rỉ đường. Trong cái thùng phi này có 5 chai mật rỉ đường. 5 lít. 5 chai, mỗi chai 1 lít là 5 lít. Đấy, 5 lít tương đương khoảng tầm 8 cân mật rỉ đường. 7 cân rưỡi 8 cân mật rỉ đường. Đấy, nên là rất là thơm. Đấy, lên men như này là thành công 100% rồi. Đấy, sủi ngục luôn. Sủi ngục luôn các bác nhá. Đấy. Thì em quay lại để các bác tiện tham khảo và theo dõi cách ủ, cũng như là sau này các bác có gọi em ship phân thì cũng yên tâm về cái chất lượng của phân nhá. Đấy, rất nhiều bác đang chờ cái lô ủ này thì đủ ngày để mà nhận phân. Phân hữu cơ, 100% siêu phân hữu cơ luôn các bác nhá. Bón cho cây cực kỳ an toàn luôn mà cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy. Các bác có điều kiện thì lên ủ. Nhưng mà mình mà nếu mà có ít cây thì được tầm 5-7 cây thì tốt nhất là lên mua thì nó sẽ rẻ hơn. Bởi vì cái chi phí ủ này cũng mất rất nhiều thời gian và cũng mất rất là nhiều chi phí mua phân thuốc ủ. Phân thuốc gia đình làm được, phân gia đình làm được cho nên là nó là chất lượng đỉnh cao luôn các bác nhé. Thì nó trong này, bởi vì trong này nó có cái chi cô đẹp ma này. Đây này. À, trong này nó có cái chi cô đẹp ma 20 tỷ bào tử nấm này. Đấy, 20 tỷ bào tử nấm nhá. Đấy, nó có cái chi cô đẹp ma. Trong phân ủ này nó có cái chi cô đẹp ma. Thế cho nên là khi vào 20 tỷ bào tử nấm này, nó nhân bản ra thành nhiều chục nghìn tỷ cái bào tử nấm, tập đoàn nấm nó có lợi để cấy vào cái phân ủ của chúng ta nhá. Đấy, cái bào tử nấm có lợi nhá các bác nhá. Nấm thì có hai loại, một loại là có lợi, một loại có hại. Thế thì cái 20 tỷ bào tử nấm này khi cấy vào nó nhân bản ra thành rất nhiều cái tập đoàn bào tử nấm khác lớn, khác có lợi. Điều kiện rất là thuận lợi. Thế mà cái mật rỉ đường đấy nó chính là cái thức ăn để cho nấm nó sinh sôi, nảy nở và phát triển thành các cái tập đoàn nấm khác các bác nhé. Thì nó hay hơn các cái loại phân thuốc khác ấy. Thì là khi nấm ở cái nấm chi cô này vào, nó cấy vào cái đất ấy, thì nó sẽ giúp là cải tạo đất. Đấy, cái nhất là giúp cải tạo đất. Cái thứ hai là ức chế tuyến trùng các bác này. Ức chế tuyến trùng và trứng tuyến trùng rễ này. Đấy. Thì các cái nấm có lợi này khi nó được cấy vào, chúng ta tưới vào bầu đất ấy, thì nó sẽ tiêu diệt hết các cái loại nấm có hại các bác nhé. Đấy. Phòng chống các loại vi khuẩn này, nấm bệnh trong đất, chế phẩm nông nghiệp này. Đấy. Phân chuồng và đất rễ cây này. Đấy. Cung cấp tập đoàn vi sinh vật có lợi vào đất này. Đấy. Nó cung cấp cả một tập đoàn vi sinh vật có lợi chứ nó không phải là cái phân thuốc hữu cơ thông thường các bác nhé. Đấy. Vì phân thuốc hữu cơ thông thường nếu chúng ta ủ theo cách thông thường thì nó sẽ trở thành phân thuốc thông thường thôi. Thế nhưng đây chúng ta ủ theo cái cách là cấy các cái tập đoàn nấm có lợi vào. Thế cho nên là nó giúp cho cái bầu đất là cực kỳ trở nên tơi xốp và màu mỡ. Ngoài tơi xốp màu mỡ ra thì nó còn cấy các vi khuẩn có lợi vào để tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại ở trong đất các bác nhé. Ức chế tuyến trùng. Ức chế tuyến trùng rễ và trứng tuyến trùng rễ này. Đấy, nó là hay ở chỗ đấy. Nó chất lượng và nó hay ở chỗ đấy. Đấy, chất lượng ăn nhau thua nhau ở cái chỗ này các bác ạ.
Đấy, nó không chỉ là phân thuốc thông thường nhé, thì cấy vào đất nó mới là đỉnh cao. Cấy các cái bào tử nấm có lợi vào thì nó tiêu diệt các cái nấm bệnh có hại. Đấy, tiêu diệt các cái nấm bệnh có hại và cho chúng ta cái đất là cải tạo đất rất là tơi xốp. Đấy các bác đọc rồi. Đấy, các bác đọc quay gần để các bác đọc kỹ này nhé. Đấy. Công dụng của nấm Chicoderma này. Đấy, thì nó không chỉ đơn thuần là 20 tỷ bào tử nấm này mà bây giờ của em nó nhân bản ra hàng vài trăm nghìn bào tử nấm rồi. Tập đoàn nấm ở trong đấy rồi. Đấy, rất là hay các bác nhé. À, đây đây là hai cái thùng này là ủ hoàn toàn mới 100% luôn các bác này. Đấy, hai thùng này ủ hoàn toàn mới 100% luôn, vẫn cùng công thức đấy. Thế nhưng mà đây là hoàn toàn mới cho nên là cái bề mặt của nó là nó vẫn chưa có một cái gì nhá. Đấy, nó phải mất 7 ngày đến 10 ngày thì nó mới có thể diễn ra quá trình phân hủy được. Đấy, cái bề mặt này hoàn toàn bình thường nhá. Đấy, không có gì luôn. Đấy, hai cái thùng này ủ hoàn toàn mới 100%. Không có cái chất cũ. Đấy, cho nên là nó không có sủi bọt cũng như là không có lên men như cái thùng bên này. Đây các bác xem này. Đấy, thùng phi bên này đây, nó nổi bọt và lên men rất là nhanh. Bởi vì cái thùng thùng phi bên này, thùng phi xanh bên này là nó đã có 50% chất ủ trước rồi. Thế cho nên ủ cực kỳ nhanh. Nếu bình thường chúng ta ủ hoàn toàn mới 100% thì nó phải mất 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì mới dùng được. Nhưng mà ủ và ủ gối này, đây gọi là ủ gối nhé các bác nhé. Đấy, ủ gối tức là có 50% cũ rồi, tức là có một cái khối lượng em thứ cấp rồi, khối lượng 50% em thứ cấp rồi. Thì bây giờ chúng ta ủ nó rất là nhanh, thì thời gian ủ chỉ tầm 20 ngày là chúng ta sẽ dùng được. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. Đấy, các bác xem bề mặt của hai cái thùng khác nhau này. Đấy, thùng này là hoàn toàn mới 100% này. Đấy, không có em thứ cấp mà nó hoàn toàn là thùng mới 100% luôn. Thế cho nên ngày hôm nay ngày thứ năm nó vẫn chưa có vấn đề gì, chưa xảy ra quá trình lên men, chưa xảy ra. Còn bên này đây, bên này vàng ươm luôn, lên men vàng ươm luôn, thơm lừng luôn. Đấy. À, các bác ủ thì nhớ là 1 tuần mình mở nắp ra mình khoáng 1 lần nhé, khoáng đều từ đáy lên nhé. Đấy, để cho cái không mở ra, cái nhất là để cho không khí nó lọt vào, để cho quá trình lên men nó có không khí, nó được thành công. Cái thứ hai là chúng ta khoáng đều lên để mà cái mật độ nấm có lợi, là nó phân bố đều trên các cái diện tích của cái thùng phi này, trong cái hỗn hợp này. Đấy, các bác ủ như này là sẽ là thành công các bác nha. Ủ cứ ủ đúng cách của em là thành công, bởi vì gia đình là ủ rất là nhiều rồi chứ không phải là bây giờ mới ủ. Đấy, bác nào mà ủ mà nó bị thối mới lại không lên men như này là bị sai nhá, bị sai quy trình nhá. Đấy, nhà em ủ thì lần nào cũng thành công nhưng chưa có lần nào nó chưa chưa thành công cả. Ủ rất nhiều rồi không phải là bây giờ mới ủ đâu. Đấy, các bác thấy nó sủi ngục rồi. Sủi tăm ngục luôn và cái bọt lên nó vàng ươm luôn. Đấy. Mùi thơm lừng luôn các bác nhé. Đấy. Bác nào mà ủ mà bị sai, bị mùi, bị thối ấy, là phải xem lại xem quy trình mình ủ sai đâu nhá. Đấy, ủ nó như này cơ mà. Thơm lừng như này cơ mà bác. Thơm lừng và sủi bọt như này cơ mà. Mùi thơm mật dễ đường muốn ăn luôn đấy. Thơm lắm. Cực kỳ thơm luôn, không phải là thơm. Quất dứa rồi thì chuối. Quất dứa chuối rồi thì bột đậu tương, toàn những thứ mùi thơm mà, mới lại mật dì đường. Mật dì đường là thơm nhất. Thế cho nên các bác bà ủ mà bị mùi hôi thối là sai rồi, sai quy trình rồi. Đấy. Đấy, 1 tuần các bác cho ra đảo trộn đều, khoáng đều 1 lần. Đấy, và sau khi khoáng đều thì chúng ta có thể để tầm 5 phút đến 10 phút để cho cái oxy nó tiếp xúc với cái bề mặt của nấm này cho nó phát triển mạnh. Đấy, và chúng ta chỉ cần khoáng đều 2 lần. Đấy. Mỗi tuần 1 lần và chúng ta khoáng đều 2 lần là ok. Đấy, như vậy là quá trình lên men là sẽ tự động diễn ra thành công. Và bây giờ em sẽ quay lại những cái đoạn video mà em quay trước đây để các bác biết là cái nguồn dinh dưỡng nhà em nó dồi dào như nào nhá, nguồn sữa bò nó dồi dào như nào nhá. Thì em sẽ quay những cái đoạn video mà quá trình ủ sữa bò ấy. Đấy, quá trình ủ sữa bò trước đây để các bác tiện theo dõi và tham khảo. Em xin phép chào tạm biệt các bác nhá.
Và đây là những thùng phi sữa bò nguyên chất các bác nhé. Đấy. Những thùng phi sữa bò nguyên chất. Ở quê em thì có một nhà họ gom sữa để mà cung cấp cho các công ty, gom sữa của các gia đình để cung cấp đến các công ty làm mà sữa chẳng hạn như Vinamilk chẳng hạn. Đấy. Thì vì một lý do gì đó mà họ bị hủy hủy đơn hàng, công ty họ không nhận sữa thì đến cả vài nghìn lít sữa là bị bỏ đi, thế cho nên là gia đình xin lại được. Nên làm cái nguyên liệu để mà ủ ủ để mà bón cho cây rất là tốt các bác nhé. Đấy, sữa bò nguyên chất, mùi thơm lừng luôn. Đấy. Các công ty sữa họ rất là nghiêm ngặt các bác nhé, trong vấn đề nghiệm thu chất lượng. Một vấn đề đơn giản thôi, chẳng hạn như là hôm nay là cung năm nay là cung cấp sữa ở cái gian hàng bên này, nhưng mà gia đình mà tự ý thay đổi sang cái gian hàng bên khác, chỉ cần xê dịch vị trí gom sữa thôi, đơn giản là chỉ cần xê dịch vị trí gom sữa thôi. Từ 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 lô đất này sang lô đất khác mà không báo cho công ty, thế là họ cũng hủy đơn hàng luôn, họ không nhận sữa luôn. Đấy, công ty họ rất nghiêm ngặt trong vấn đề nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Đơn giản như vấn đề là thay đổi vị trí cung cấp sữa mà không thông báo là vài nghìn lít sữa là bị hủy hủy bỏ luôn, họ không nhận luôn. Thế là gia đình em mà ở đây là xin được, thế mà một năm thì họ cũng bị vì vấn đề này vì vấn đề kia, cho nên là họ cũng có thể một năm bị hủy vài lần luôn. Rất nhiều sữa các bác nhé, vài nghìn lít thì gia đình cũng chỉ xin về được vài trăm lít thôi, nhưng còn cũng không có cái chỗ để mà chứa hết. Đâu là họ cũng rất nhiều người xin. Đấy, nếu mà thừa mà không không ai xin hết họ phải hủy bỏ đổ bỏ luôn. Thế cho nên là xin được cái này, xin được cái này về thì làm cái nguyên liệu để mà ủ làm bón cho cây bonsai rất là tuyệt vời. Đây em đang ấy để mà ủ cùng với để với cái emun và cái mật dì đường để mà tích cái sữa này các bác nhá. À, và đây là 2 chai 2 lít mật dì đường đấy các bác. Mật dì đường này đấy, và cái emun ủ ủ cùng với mật dì đường các bác nhé. Cái mật dì đường nó có chức năng là cái làm thức ăn để mà nuôi cái emun này. Đấy, cái emun thì là phân hủy protein, đấy, chống chống hôi thối và giữ bảo quản cái sữa này. Đây em đã pha ra đây để mà cho vào cái thùng phi sữa kia để mà ủ ủ emun này với mật dỉ đường và Chico đẹp ma các bác nhé, 20 tỷ bào tử nấm này. Đấy, nó sẽ cấy các cái nấm có lợi vào trong cái sữa và nó tiêu diệt các cái nấm bệnh có hại. Đấy, cái mật dỉ đường này có tác dụng là làm thức ăn cho các cái nấm có lợi các bác nhé. Đấy, các bác ủ thì các bác cần phải cho mật dỉ đường vào, hoặc là các bác không có mật dỉ đường thì chúng ta lấy đường đỏ, nhưng mà mua được mật dỉ đường là tốt nhất các bác. Mua được mật dì đường là tốt nhất. Đấy, mật dì đường. Chico đẹp ma và emun thì là hai cái chất được đưa vào trong cái thùng phi sữa kia để có tác dụng là diệt các cái mầm bệnh các bác nhá, diệt các cái mầm bệnh có hại. Và bên cạnh đó thì nó cấy các cái bào tử nấm có lợi vào trong cái sữa. Đấy. Các cái nấm bệnh có hại thì nó sẽ tiêu diệt hết, và các cái nấm bệnh có lợi thì nó sẽ cấy vào và nó sẽ nhân ra thành những cái tập đoàn lớn ở trong 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 cái thùng phi sữa đó. Đấy, trong này có 20 tỷ bào tử nấm này, thì khi chúng ta cấy vào mà chúng ta làm cái điều kiện thuận lợi để cho cái môi trường nó phát triển này, thì nó sinh ra những cái tập đoàn rất là lớn, nó sinh sôi nảy nở ra. Đấy, và để cái tập đoàn nấm có lợi đó nó sinh sôi nảy nở ra và nó phát triển được, nó sống được, thì chúng ta phải cung cấp cái mật dì đường này để cho làm thức ăn cho nó các bác nhé. Đấy, cái mật dì đường này chính là có tác dụng là làm thức ăn cho cái tập đoàn nấm đấy. Đấy, cho nên chúng ta phải cung cấp mật dì đường các bác nhé. Đấy, các bác cho emun nhé, emun và cho Chico đẹp ma. Đấy, Chico đẹp ma nó dạng bột như này. Đấy, chúng ta cho vào cái mật dì đường, khoáng cùng mật dì đường. Đấy, các bác nhớ mua cái loại mà nó có tem chống hàng giả này,
Đấy, Emun này, tem chống hàng giả nó có rất nhiều loại các bác nhá, nhiều loại chất lượng nó kém lắm. Đấy, chúng ta cho cái này vào trong này, và trong cái mật dì đường này chúng ta khuấy đều lên, và sau khi khuấy đều thì chúng ta chia ra cái hỗn hợp này vào cái thùng phi sữa để bảo quản sữa các bác nhá. Chúng ta cho vào thùng phi sữa để bảo quản sữa nó không bị thối và nó cấy các cái nấm có lợi, tập đoàn nấm có lợi vào trong 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 sữa của chúng ta, thì tưới bón cho cây là rất là tốt, nó chống được những cái bệnh tuyến trùng các bác nhé. Cái Chicoderma này, có tác dụng là ức chế tuyến trùng này các bác này. Đấy, cái Chicoderma này. Chicoderma có tác dụng là ức chế tuyến trùng và chứng tuyến trùng các bác này, nó ngăn chặn không cho các cái tuyến trùng nó phát triển nhé. Đấy, cải tạo đất và ức chế tuyến trùng. Đấy, thế cho nên là chúng ta cái có cái tưới phân vào vừa tốt cho cây mà lại ức chế được tuyến trùng, nó không phát triển, nó không hại bộ rễ của chúng ta các bác nhá. Rất là tuyệt vời đấy, một công đôi việc. Đấy, chúng ta khoáng đều lên, sau đó là cho vào các cái thùng phì sữa các bác nhé, để bảo quản sữa và cấy các cái tập đoàn nấm có lợi vào trong đó. Cấy các tập đoàn nấm có lợi vào. Đấy, mật dì đường nó có tác dụng là nuôi sống các cái nấm có lợi của chúng ta các bác nhé, làm thức ăn. Mật dì đường chính là thức ăn để mà nuôi sống các tập đoàn nấm đó. Mùi rất thơm các bác nhé, mùi rất thơm. Dùng hết mấy cái chai mật dì đường luôn các bác nhá. Chúng ta cho càng nhiều mật dì đường thì càng tốt. Cái Emun và Chico cũng vậy, thì cái độ phân hủy nó sẽ nhanh. Và mật dì đường nhiều thì càng nhiều thức ăn cho cái Emun và cái Chico. Đấy, tạo điều kiện nó sinh sôi và phát triển thành những tập đoàn lớn rất là nhiều. Đấy, rất nhiều sữa các bác nhá. Sữa bò mùi thơm lắm, nó lên men mùi thơm lắm, rất nhiều sữa. Đấy, rất nhiều thùng phi lớn luôn. Đấy, nhà em này có cái nguồn nguyên liệu này nó rất là sẵn các bác nhé, nguồn nguyên liệu sữa bò rất là sẵn. Thì chúng ta dùng cái sữa bò này thay cho việc là chúng ta cấp nước vào cho cái hỗn hợp dung dịch hỗn hợp của chúng ta. Thì thay vì chúng ta dùng nước thì chúng ta dùng sữa bò này nhé, thì để cho cái nguyên liệu ủ của chúng ta nó càng chất lượng cao hơn. Đấy, chúng ta không dùng nước mà chúng ta dùng cái sữa bò này thay cho nước. Đấy, dùng sữa bò thay cho nước luôn các bác nhá. Bình thường chúng ta nghiền đỗ tương xong mới đập trứng xong. Đấy, đỗ tương với trứng xong là chúng ta dùng nước để chúng ta cho thêm vào nguyên liệu, nhưng mà chúng ta không cho nước mà chúng ta dùng cái sữa bò này. Đấy, thì cái chất lượng ủ của chúng ta sẽ, chất lượng dinh dưỡng sẽ đạt cao hơn rất là nhiều các bác nhá. Chất lượng dinh dưỡng, các cái đạm cung cấp hàm lượng đạm rất là cao. Đấy, và để mà chúng ta tách được cái đạm thành các cái axit amin, tức là tách cái protein, chặn đứt, cắt đứt các cái mạch protein, cắt đứt các mạch, tức là tách protein thành axit amin, thì chúng ta phải dùng cái enzyme, chúng ta phải dùng cái thêm cái enzyme protea để chúng ta ủ các bác nhá. Đấy, các bác ủ với Emun với lại Chicoderma thì vẫn không đủ, cây nó vẫn khó hấp thụ. Chúng ta dùng thêm cái enzyme protea để chúng ta tách cái đạm ra trong trứng, trong sữa, trong đỗ tương ra, tách cái đạm ra, chặt đứt các cái mạch của các cái protein đó. Chặt đứt các cái mắt xích, các cái mạch, tách ra thành protein, thành axit amin. Đấy, tách protein thành axit amin các bác nhá. Đấy, cái đấy là mới là cái quan trọng, thì cây nó mới dễ hấp thụ. Đặc biệt là với cây mai vàng thì nó dễ hấp thụ hơn. Rồi, đây là mật dì đường khoáng cùng với Chicoderma và Emun.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này vào các cái thùng phi sữa kia để mà giúp quá trình lên men cũng như là cấy vi nấm có lợi vào nó được thành công. Đấy, chúng ta sẽ chia đều ra các thùng các bác nhé. Đấy, mùi rất thơm, mật dỉ đường mùi rất thơm. Đấy, mật dỉ đường các bác nhé. Đấy, mật dỉ đường này sẽ làm thức ăn cho các cái vi nấm, tập đoàn nấm có lợi. Và cứ định kỳ 2 tuần đầu tiên, tức là một tuần chúng ta mở ra khoáng lại một lần các bác nhé, khoáng cái thùng phi sữa một lần nhé. Đấy, một tuần chúng ta mở ra khoáng một lần. Đấy, và chúng ta làm 2-3 tuần, 2-3 lần như vậy, khoáng lên để cho cái nấm Chico nó với lại cái emun nó được phân bố đều trên các cái bề mặt của sữa và xuống đáy thùng các bác nhé. Chúng ta khoáng đều lên để cho nó quá trình phân hủy và bảo quản sữa nó được tốt nhất. Đấy, và chúng ta ủ thì không nên buộc kín quá các bác nhé, trong quá trình ủ thì nó sẽ bị lên men, chúng ta ủ kín quá nó sẽ bị vỡ bình. Đấy, nên chúng ta để có cái khe hở lỗ thở, và cái sữa chúng ta cũng không nên dâng đầy cao bằng miệng mà chúng ta để cách miệng thùng phi là tầm 20 phân như thế này. Đấy, cách miệng thùng phi là tầm 20 phân các bác nhé. Đấy, chúng ta không nên cho sữa quá đầy để nó còn cái không gian khoảng không trống để cho các cái tập đoàn nấm nó có tiếp cận được với oxy, nó sẽ phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Đấy, chúng ta khoáng cái hỗn hợp EM gốc cùng với mật dỉ đường cùng với Chico Đẹp Ma xong thì chúng ta đổ vào các thùng phi sữa này các bác nhé. Đấy, để chúng ta ủ, và các bác lưu ý là trong vòng một tuần thì chúng ta mở nắp ra khoáng lại, và chúng ta khoáng lại đến 3 lần như thế để cho nó được phân bố đều. Và chúng ta nên nhớ là để một cái lỗ thủng đây để mà nó trong quá trình ủ là nó sinh khí các bác nhá, để nó thoát được khí ra nhá, không là nó sẽ nổ cái bình này. Đấy, căng túi bóng, hoặc là nếu mà kín bình quá để nổ bình. Đấy, đây là cách ủ để tạo cái dùng EM gốc để tạo ra cái EM thứ cấp. Đấy, tạo ra những cái thùng phi EM thứ cấp. Sau những cái EM thứ cấp này chúng ta mới dùng enzyme Protea để mà tách cái protein thành các cái axit amin. Đấy, chặt đứt các cái mạch protein thành các axit amin để cho cây trồng dễ hấp thụ. Đấy, dùng enzyme Protea các bác nhá. Enzyme Protea để mà phân hủy protein thành các axit amin, tức là tách mắt xích ra, tách mắt xích của protein ra.